Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Tập 4: Phương tiện tu niệm an lạc. Kính thầy tôn quý, thương gửi quý huynh muội đồng tu. Đã lâu con ấp ủ trong lòng cách niệm ngài, đem đến sự khoái hỷ, an lạc. Nay đủ duyên có xin chân quý viết ra đây vài kinh nghiệm vụn vặt nhỏ bé thô sơ, mong cho mọi người viết thêm cho trọn vẹn ạ. Sau một thời gian ứng pháp trong tu tập, đặc biệt bài 16-17, con và huynh muội đã có những kết quả bước đầu. Con lại được dạy trong cả giấc mơ về thành quả cả trong đời và đạo. Điều con ngộ ra là, để có kết quả như ý, tất cả bắt đầu từ hai từ: cung kính. Đúng vậy, khi cung kính từ Phật Bồ Tát lớn cho đến các chúng sinh bé nhất thì tự nhiên ai cũng sẽ biết cách thể hiện sao cho hợp lý nhất. Thầy từng dạy, nếu một ngày nào nhìn lại mình vẫn chưa đạt được những gì như ý, nghĩa là tâm cung kính có vấn đề. Vậy làm thế nào để thể hiện được tâm cung kính? Vậy phải xem lại mình đặt công việc đó, vị đó, người đó ở vị trí nào. Còn xin khẳng định một điều, có cung kính là có tất cả. Dưới đây là một trong những cách thể hiện sự cung kính của riêng con, kính đăng để quý bạn hữu thân tình tham khảo ạ. 1. Cung kính cúng dường. Vì tôn quý ngài, cha mẹ nên tự suy nghĩ để ra cách thể hiện trọn vẹn hết lòng bày tỏ. Mỗi ngày con thưa chuyện với ngài, mỗi ngày con thưa chuyện với ngài, cha về chúng sinh đang khổ gì, thiếu gì, con nên làm gì để giúp họ. Con đều nhận ngay câu trả lời cực nhanh và chính xác, được báo qua trực giác. Nhờ vậy con có thể trả lời được ngay những tình huống bất ngờ khó gỡ. Mỗi ngày, con sáng tác khúc nhạc ngẫu hứng ngay trong công phu. Con hát cho cha nghe những nỗi lòng của con và chúng sinh đang mắc kẹt. Mỗi ngày, con nhìn sâu vào mắt cha và cảm nhận nỗi vất vả của cha về việc khuyến hóa chúng sinh cõi ác trược này. Con nguyện cho chúng sinh đừng tiếc cõi đời mà tham sân si nữa, làm cha mất công đổ đi đổ lại, quá khổ luôn. Mỗi ngày con dâng cúng cha một loại thức ăn khác nhau, nhưng chốt câu cuối cùng vẫn là con xin dâng cha cả tấm lòng của con gái đang nhớ cha không nói hết lời. Mỗi ngày con trì kinh của cha trong hoan ca, khoái chí, dưới sức mạnh, vững vàng không hề mệt mỏi và thong thoảng lông tóc mát nhẹ trên đỉnh đầu. Con biết cha rất thích điều này, vì học kinh là sự thể hiện lòng cung kính và cúng dường pháp cao nhất mà cha đã bày phương tiện cho chúng con. Hai, niệm cha địa tạng. Dưới đây là một số cách con thực hiện như mơ mà các tỷ muội trong thời gian qua vận dụng đã có hiệu quả ạ. Thứ nhất, tạo hưng phấn suốt thời khóa. Khi thử một món ăn, nếu ngay từ đầu tiên nếm ngon mình sẽ muốn ăn tiếp, con gọi là dẫn niệm. Bắt đầu thời khóa, con chiêm ngưỡng hình tượng và con niệm rất chậm, 15 giây và trải dài danh hiệu ra. Thường con niệm chưa tới 10 niệm và cảm giác người như bị hút vào tượng của ngài, muốn vào thời khóa ngay. Trong khi công phu, nếu bị vấp tưởng, con liền dừng ngay và niệm như thế, nhiếp tâm về ngài ngay tức thì. Kết thúc công phu niệm như thế, cho đến khi nào muốn dừng tùy cảm xúc, thì cả ngày hôm đó lâng lâng cảm giác khoan khoái, đến các việc đời cũng được an lạc theo. Cũng ví như cuối bữa ăn ngon quá mà cảm giác đã trong miệng và hóng vào bữa ăn tiếp theo vậy. Thứ hai, quán vô số ảnh hiện, vô số niệm. Con quan sát album ảnh của cha và nhắm mắt lại nghĩ theo các ảnh đó. Trong khi đầu đang nhớ thì miệng con niệm theo danh hiệu của cha. Cứ như vậy, các ảnh mẫu tự nhiên trôi qua trong đầu mà không cần chấp vào thứ tự nên rất thư thái, an nhiên ạ. Rất may trong số các tỷ muội con đều dùng hình cha làm hình đại diện, nên khi niệm cha thì hình của các tỷ muội và của lớp, của nhóm hiện ra trước mắt. Con gọi trong tâm, mời các tỷ muội niệm cùng với con. Kết quả, sau khi niệm như vậy, con không còn biết thời gian trôi qua trong bao lâu. Con không chấp vào chuỗi số mà cứ kéo người này, người khác vào chung một niệm để lát sau con cảm giác là có sức mạnh đoàn kết cùng hướng đến cha và nhất tâm đồng niệm. Và lâu dần, chúng con đã gần gũi thân thiết nhau, kiểu như nhớ hình ảnh đại diện là nhớ luôn người bạn đó. Nên ngay khi niệm đã gắn kết mọi người lúc nào không hay. Con yêu quý tỷ muội nhiều hơn nhờ sức gia hộ của cha ạ. 3. Phát nguyện niệm giúp.
Thường thời khóa niệm của con trong 1 giờ. Nếu chỉ nghĩ bản thân thì niệm rất dễ chán và không thấy mấy hiệu quả, nên hàng ngày con chia thời niệm ra nhiều phần, thời gian tùy lúc, không xác định. Cứ thấy đoạn nào bị sao lãng hoặc nghĩ vẩn vơ thì con dừng lại ngay và thay niệm mọi người như sau. Cho con thay mặt cha mẹ, sư trưởng thân quyến của con niệm cha, để mọi người tăng sự gắn kết và thể hiện tấm lòng với cha ạ. Sau đó con nghĩ đến và mời cha mẹ cùng con niệm các hình ảnh và bổ nguyện trong kinh Địa Tạng hiện ra. Đặc biệt, các tình tiết trong phim Địa Tạng diễn ra trong đầu con vô cùng sống động. Vậy là con vừa niệm cha, vừa nhớ bổn nguyện của cha, vừa gieo duyên pháp đến cho cha mẹ của con hiểu về các hạnh nguyện của cha, vừa được niệm lời kinh của cha. Con thay mặt oan gia trái chủ của con niệm cha, con nghĩ đến các cảnh địa ngục trong phim ảnh, nhớ lời kinh trong phẩm 5, nghĩ cảnh đó con mời họ cùng niệm để cha cứu họ về đường lành và thay họ tỏ lòng biết ơn vì cha đã phát nguyện lớn. Hàng ngày đang ngày đêm chú xứ nơi tối tăm đó đánh tan cửa ngục cứu vãn chúng sinh. Con thay mặt bạn đồng tu đã và đang công phu ngày đêm đem lợi ích cho chúng sinh đang kêu réo, con cùng mọi người thành lập đạo tràng trong tâm cùng nhau cộng niệm. Con cảm giác chúng sinh rất vui vì số lượng như được cứu càng ngày càng lớn. Con biết được điều này trong các giấc mơ, họ về cảm ơn và con hoan hỉ ngay khi nghĩ đến điều đó. Con thay mặt chúng sinh bị tật nguyền câm ngọng bệnh hoạn dịch bệnh, không thể quỷ niệm được, con vừa thay mặt chúng sinh vừa mất thai nhi mời hết tất cả chúng sinh cùng niệm. Kết quả, sau một thời gian thực niệm, con và các tỷ muội đã có sợi dây liên kết vô hình ngay trong khi niệm. Chúng con đều cảm giác có bàn tay vô hình dịu dàng an ủi trên đỉnh đầu rất lâu, làm chúng con càng tin mãnh liệt vào việc cộng niệm, cộng tu, hiệu quả không thể nghĩ bàn như thế ạ. Thứ tư, niệm khi đi giữa đường. Khi đi giữa đường hoặc ngồi trong đám đông rất dễ bị vọng tưởng, nên con thường xin trước rồi dùng móng tay cái dí sâu vào lóng đầu ngón tay trỏ cảm giác đau đau. Cách này giúp tự nhắc mình đang niệm nên không để bị cảnh đan ngang. 4. Niệm hát. Đây là cách cúng dường 2 trong 1 trong phẩm 6 kinh đã dạy. Cách này giúp thật sảng khoái an lạc và đánh bật mệt mỏi, buồn ngủ hay căng thẳng trong công việc, thả lỏng tâm hồn theo giai điệu của mình tự nghĩ ra hay theo nhạc nền có sẵn. Cách này ai cũng làm được, con thử xen kẽ giữa các pháp xem như dạy lao nhưng lại gần gũi cha vô cùng. Hồi hướng, con xin thay mặt những người con nghĩ đến đó, hồi hướng hết cả cho chúng sinh. Riêng tháng 7 này con xin hồi hướng cho chúng sinh ở địa ngục. Và nếu muốn hồi hướng riêng cho ai đang cần thì con niệm thêm ngoài thời khóa ạ. Kính mong quý huynh đệ tỷ muội tiếp sức thêm nhiều cách niệm mới nữa để tăng hưng phấn cho cả nhà chúng ta nhé ạ. Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Con kính xin đa tạ Phật Pháp Tăng. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bổn Sa Môn Đi So ha ha ha.